Trời ơi, có một cái mà anh đẩy. Trời ơi, đẩy lưu luôn hả? Cái này là làm gì chứ? Ngâm mắm hả? À? Làm mắm hả? À? Không, không, mắm mà ủ rồi, tưới mai. Ủa, cái này là sao mình bỏ muối vô hả? Không có bỏ muối. Quay mai vô quay. Ổn chứ? Nó đi đâu nữa rồi. Còn nữa rồi, còn nữa. Còn cái nữa kìa, đi theo ổng không? Cái kia chắc ít lại không có rồi. Hai đạo quá.